Thực hư về status tối giới tính và bí mật đằng sau đám cưới Trấn Thành và Harry Won. Sau đám cưới xa hoa của Trấn Thành và Harry Won vào tối hôm 25 tháng 12 vừa qua, thì mới đây trên mạng xã hội râm ran lan truyền một status của một người khi đọc vào thì ai cũng hồ nghi đây có phải là ám chỉ đến Trấn Thành, người vừa có một đám cưới hot nhất showbiz Việt hiện nay. Nội dung vẫn chưa còn xác thực đúng hay không? Hay lại là chiêu trò PR của giới showbiz đầy rẫy thị phi này? Cụ thể status như sau: tôi căm ghét cái đám cưới đó không phải vì chú rể là gay. Trên đời này, gay cưới bánh bèo không thiếu vì họ phải chịu áp lực rất lớn từ gia đình và xã hội. Tôi ghét vì vẻ đẹp một đám cưới lộng lẫy, hoành tráng bị mang ra làm tấm bình phong, bao bọc một vở kịch kịch cỡm. Tôi cười vì chú rể đã từng chung sống với một đứa con trai, rồi lại mời chính người con trai đó đi dự đám cưới của mình. Tôi cười vì chú rể từng mang cả trai bao về nhà để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, rồi lại ôm ấp xà nẹo với một bánh bèo. Tôi cười vì chú rể từng mặc nội y của phụ nữ để ngủ rồi lại khóc nức khi thiên hạ mỉa mai chuyện tình của anh ta. Tôi cười vì anh ta gạ gẫm làm tình một vũ công nam ngay sau hậu trường một cuộc thi nổi tiếng, rồi lại hôn hít với bánh bèo trong rạp chiếu phim. Cô dâu có biết những chuyện này không ư? Biết tức, thậm chí biết nhiều hơn thế, nhưng vì tiền, vì danh mà chấp nhận mang cả hạnh phúc đời con gái ra đánh đổi. Sau khi hủy hoại cả một mối tình đáng để trân trọng, tôi kinh tởm hai chữ tình yêu mà họ nhân danh cho những trò lố lăng tự tạo. Nếu có đạo diễn nào đó làm phim về vở kịch này, chắc hẳn sẽ là một bộ phim hay. Đồng thời trong bài viết cũng đề cập liên quan đến những status đầy ẩn ý của Ca, người từng có tin đồn trên mức tình bạn với Trấn Thành. Đại loại như trước khi đi dự đám cưới, Ca có đăng úp mở về đám cưới hot nhất này và câu từ có vẻ như khiến mọi dân cư mạng khi đọc vào lại càng tò mò hơn. Cả tháng nay ai gặp cũng hỏi, Ca có được mời đám cưới chưa? Dạ, hôm nay em xin trả lời là rồi ạ, ngày mai anh phải thật hạnh phúc nhé. Con người không ai sinh ra để hợp nhau hoàn toàn, chúng ta được sinh ra là để thích nghi. Quá thích câu nói này của anh. Hay như, chuẩn bị lên đường, trăm năm hạnh phúc nhé, người đàn ông nuông chiều cảm xúc, không trừ một ai. Và liệu đây có phải là sự thật? Và câu trả lời vẫn chưa được bật mí.